Mình đã vừa lên tàu rồi và chúng mình sẽ chuẩn bị đi Đại Lý. Thì mình đã đi chuyến tàu 7:38. Đến đấy sẽ tầm 10 giờ kém. Đi tầm mấy tiếng? Tầm 2 tiếng. Chờ hơi âm lên một xíu. Mưa mất rồi. Chúng mình sẽ ăn cơm trưa ở đây. Hello, chào mọi người. Chúng mình đã đến cửa hàng để ăn cơm trưa. Mình vừa về phòng cất đồ sau trận đó là đi ăn cơm trưa. Trời. Thank you. Chúng mình đã gọi một cơm dứa và một suất thịt ba chỉ. Quay nát rồi ạ. Chúng mình đã vừa ăn xong cơm trưa rồi. Đồ ăn nó cũng không được xuất sắc cho lắm, cũng bình thường thôi. Bây giờ chúng mình sẽ về phòng nghỉ một lúc rồi chiều chúng mình sẽ đi cà phê. Chúng mình đã đến phòng khách sạn rồi. Đây là phòng của mình đây. Thiên thiên. Ở đây thì sẽ có một cái giường khá là to. Trang trí mình thấy nó rất là kiểu đơn giản ấy, nhưng mà vẫn có nét kiểu cổ trấn. Đó, cái tông màu gỗ, rồi thêm màu xanh này. Đó, trông rất là nhẹ nhàng. Ở đây sẽ có cái phòng vệ sinh này. Sáng quá, chó luôn. Đây. Nói chung là đầy đủ. Phòng này mình thuê thì nó ở trong một cái ngõ nhỏ ở trong cổ trấn luôn, nên là đi lại rất là tiện. Và cũng rất là xinh nữa. Giá cả thì cũng rẻ, ok.
Nói chung là phòng rất là ổn nha. Chúng mình đang đợi anh chủ chỗ khách sạn này thuê xe hộ chúng mình. Sau đấy thì chúng mình sẽ anh em đi cà phê thôi. Nắng quá. Phải đeo kính. Trông rất là ngầu ha. Đây là bánh sườn bò, xong ở trên nó có kem. Mình ngửi thì nó giống như mùi kem sữa chua. Ngon. Ăn quen vậy. Giống kem sữa chua nhà làm. Cái cung nước của mình nhau. Cung nước dừa. Bây giờ mình nhìn biển thôi. Chúng mình đã đến một chỗ, nói chung là có biển bao quanh ấy mọi người, rất là đẹp luôn. Như kiểu đang ở Jeju ấy mọi người ạ. Rất là mát luôn. Thời tiết thì siêu đẹp. Ở đây đẹp lắm mọi người ơi. Giống Jeju. Đang đi tìm đồ ăn tối đây. Chưa biết ăn gì nữa. Sẽ đi quanh quanh xem là món nào hấp dẫn thì mình sẽ ăn nha. Đồ ăn của chúng mình đã đến rồi.
mình đã vừa ăn tối xong và bây giờ sẽ mua một cốc trà sữa rồi về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ thì mình đang ở một hàng pizza để ăn trưa. Chúng mình sẽ quét mã rồi gọi đồ trực tiếp ở trên điện thoại như thế này. Đó. Mình đã gọi pizza bò, salad, tôm và xoài, thêm một chiếc bánh nữa. Phải không? Bé. Thơm ấy. Thơm nhỉ. Lại đau bụng rồi. Chúng mình sẽ ăn hàng kem ở đây. Ta-da, mình đã gọi được một cốc kem. Chúng mình đã đến trạm tiếp theo. Đó là một cái cổ trấn khác, là Sỉ Châu cổ trấn. Đó là Hỉ Châu. Thì chúng mình đang ngồi ăn kem. Đây là kem vị matcha. Nó cũng ngon nhưng mà nó không có gì quá là đặc biệt cả. Mình thấy ở Sỉ Châu này thì thấy đông đúc hơn là ở cái đại lý kia, cũng thấy đẹp hơn nữa. Vắng một chút thì chắc là vắng một chút thì chắc là sẽ thoải mái hơn. Nó là cổ hơn là đây là tòa nhà rất là hot ở đây,
là địa điểm check in rất là hot nhưng mà đang đông quá luôn á. Thế là mình sẽ không bị chụp được. Ở đây có rất nhiều hàng cà phê. Chúng mình đã rời khỏi cái xỉ châu kia. Thì bây giờ chúng mình đang ở một nơi cũng rất là hot. Ở Ta Lỉ à, ở Đại Lý. Đó, đó là một cái con đường chữ S ý. Xong rồi là xung quanh sẽ là biển. Đấy, nói chung là rất là đẹp. Và ở đây chắc chắn mình sẽ đón được hoàng hôn. Tối hôm, chiều tối hôm qua thì cái chỗ đấy, nó cái phía đấy nó không thể đón được hoàng hôn, nó chỉ đón được bình minh thôi. Nên là trời, mình đã đợi đến tối nhưng mà đã không thấy được hoàng hôn nên là đánh đi về. Nhưng mà hôm nay chắc chắn sẽ đón được hoàng hôn nha. Ở đây rất là đông và kiểu ở trong ấy không đi được xe đạp điện vào nên là mọi người sẽ thuê xe đạp. Đó. Đây có rất nhiều hàng cà phê. Ồ, biển này mọi người ơi. Biển người luôn á. Đây ở đâu, giới thiệu đi. À, đó là chị giới thiệu rồi, lại giới thiệu tiếp. Tất cả mọi người, đây là một nơi rất là nổi tiếng ở Đại Lý, là kiểu con đường chữ S đấy, rồi bao quanh là biển. Chúng mình sẽ đón hoàng hôn ở đây. Đường này có ở trong phim ấy à? Không có đúng không? Ừ, anh xem cũng thấy không có. Có ở trong phim Đi Đến Nơi Có Gió. Nhưng mà nó rất là nổi. Cô có người chạy à? Ở trong này có mấy hàng đồ ăn. Chúng mình sẽ tìm một cái gì để ăn nha. Trời ơi, mực quá rồi, cái bột. Cái kiểu trên đi trên lại rồi ấy, cho nó giòn ấy. Bây giờ cũng là 9 giờ tối rồi và chúng mình đã tìm được một hàng lẩu để ăn tối. Hôm nay chúng mình sẽ ăn trưa ở đây. Một hàng mì. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ 3.
và chúng mình đang đi ăn trưa. Chúng mình sẽ ăn mì xẻo cua, mì xiên, cũng là một đặc sản ở đây. Chuyện là lúc buổi sáng chúng mình đã phải dậy và đi mua vé tàu vì không thể đặt được trên mạng. Đó, thì chúng mình đã phải đi xe đạp điện tầm 20 cây. Gần 20 cây để đi mua vé tàu. Và thật may là chúng mình đã mua được, không thì sẽ phải ở đây thêm mấy ngày nữa. Mua về chiều tối. Chiều mai mình sẽ phải đi chơi đến tối. Đúng rồi, đầu tiên kế hoạch là mình sẽ về tầm lúc vé tàu tầm lúc 3-4 giờ gì đấy, thì về đến trường cũng là tầm 5-6 giờ thì vẫn ok hơn á. Nhưng mà đã hết vé rồi nên là chúng mình đã phải mua cái giờ là tầm 8 giờ kém một tí. Về đấy chắc phải tầm 10 giờ 11 giờ ạ. 10 giờ hơn. 10 giờ hơn về đến trường. Đi ăn thôi. Đi sớm. Mì của chúng mình đã được rồi, trông khá là hấp dẫn. Mì xong rồi là có cả dưa chua và thịt băm nữa. Ăn nó cũng khá là ngon, dễ ăn. Đúng không? Không, em thấy nó hơi cay. Không uống nước thì uống ra. Hay thôi tí mua cũng được. Chúng mình sẽ phải di chuyển đến trạm tiếp theo, đó là một cái cục trứng khác mà tên là xoang ngắn cổ trứng, thì cách đây tầm 25 cây, nên là một lát nữa chúng mình sẽ phải đi bộ đến cái điểm bắt xe đó, thì di chuyển đến một trạm tiếp theo. Chúng mình đã đến nơi rồi đây. Các đội ô đang lọc hoa để làm xiên hoa bỉnh, là một loại bánh mà có hoa ở trong á. Chúng mình đã đến cái khách sạn ở đây rồi đây. Nó ở trong ngõ ngách. Chúng mình đã vừa nhận được phòng rồi. Thì phòng ở đây nó cách xa cái cổ trấn chắc là tầm cũng phải đi xe đạp điện một lúc á. Tại vì những cái khách sạn mà ở trong cổ trấn luôn, tiện đi lại thì nó lại gần biển nữa mọi người ạ. Mình nghĩ nó sẽ rất là đắt. Nên là chúng mình đã chọn một chiếc khách sạn nó hơi xa một tí. Nhưng mà chúng mình có thể thuê xe đạp điện thì để đi thì nó vẫn sẽ ok, vẫn rất là tiện thôi. Đó, và chị chủ rất là đáng yêu cho chúng mình một khay hoa quả. Ta da. Nhiều hoa quả thế. Đó,
thì chúng mình sẽ ngồi nghỉ một tí, sau đấy thì xuống thuê xe và đi cổ trấn. Ở đây có một cái cửa sổ siêu to. Đây là view, view núi cũng khá là đẹp. Mình thấy phòng phòng nó cũng là vừa đủ ạ. Như là ở biển luôn ấy mọi người ạ, quá đẹp luôn. Chúng mình đã thuê được một chiếc xe đạp. Bởi vì đi xe đạp điện không thể làm mà đi vào cái cổ trấn được, nên chúng mình sẽ đi xe đạp. Tìm hàng cà phê rồi. Chơi đồ ở trong góc sách. Khó tìm quá cơ. Nhưng mà rất là đẹp. Đây là bữa ăn trưa của chúng mình. Xem là có cái gì hay hay không thì mình sẽ mua về làm quà nha. Đây có một góc rất là thơ. Mua trà sữa thì nó sẽ được vào cái đầu. Đây là một cốc trà sữa xong có kem ở trên, trông rất là hấp dẫn luôn. Một cốc này là 28 tệ. Ra đến ga tàu rồi và chuẩn bị tạm biệt Đại Lý Thui. Đang quá.